phối hợp hành quân với hải quân tại vùng 4. Sau các cuộc hành quân tại quân đoàn 3, Lữ đoàn A thủy quân lục chiến được lệnh di chuyển xuống quân đoàn 4 để thay thế cho Lữ đoàn B thủy quân lục chiến đang hành quân tại tỉnh Trạch Giá, Kiên Giang. Lữ đoàn A di chuyển bằng quân xa tới Trạch Giá rồi được tàu hải quân chở vào vùng hành quân tại địa điểm nằm trên hai bờ kinh Cán Gáo, ở giữa Trạch Giá và quận Thới Bình. Lữ đoàn A trên đường tới bộ chỉ huy Lữ đoàn B, đồng thời cũng là bộ chỉ huy lực lượng thủy bộ được vô sự. Trước ngày Lữ đoàn A tới thì Lữ đoàn B đã đụng độ với Việt Cộng nhưng không nặng lắm, lực lượng thủy bộ mới thành lập trước đó ít lâu, gồm một vài tàu chỉ huy và yểm trợ cùng với số tàu chở quân có thể di chuyển trên sông Ngòi. Ngoài phương tiện chuyên chở này, có một bộ chỉ huy lực lượng thủy bộ được tổ chức bởi một số sĩ quan thuộc hai binh chủng, hải quân và thủy quân lục chiến, vị tư lệnh do hải quân đảm trách, Lữ đoàn trưởng thủy quân lục chiến làm tư lệnh phó, chức vụ tham mưu trưởng do hải quân phụ trách có sự phối hợp với tham mưu trưởng Lữ đoàn thủy quân lục chiến. Trên lý thuyết là như vậy, nhưng thực tế ngoài trận địa thì Lữ đoàn thủy quân lục chiến hầu như phụ trách gần hết, kể cả về mặt chiến thuật lẫn bố trí phòng thủ khi đóng quân. Từ ngày hành quân vùng 4 cho tới sang Campuchia năm 1970, hai sĩ quan hải quân chỉ huy lực lượng thủy bộ, Đại tá Hùng và Đại tá Thông, đều diễn tiến tốt đẹp, không có chuyện gì xảy ra cả. Tất cả đều do sự hiểu biết, thông cảm và kính trọng lẫn nhau giữa các cấp chỉ huy mà thôi. Tại chiếc tàu chỉ huy, tôi gặp Đại tá Hùng và Thiếu tá Tâm, tham mưu trưởng, trao đổi về tình hình trong khu vực. Đại tá Hùng là một sĩ quan tương đối trẻ, tư cách nhã nhặn và đứng đắn, cho nên mới gặp lần đầu tôi đã cảm thấy gần gũi hơn. Kể cả các sĩ quan hải quân khác đều rất vui vẻ khi gặp Lữ đoàn A thủy quân lục chiến. Trong số này có vài sĩ quan đã cùng chúng tôi hành quân tại Cà Mau, từng chở chúng tôi đi từ chỗ này đến chỗ khác để đổ bộ hoặc bốc quân. Do đó sự phối hợp rất chặt chẽ giữa hai bên suốt cuộc hành quân tại khu vực Kinh Cán Gáo cũng như về sau đó. Tình hình được biết thì sau cuộc đụng độ vừa phải với Lữ đoàn B thủy quân lục chiến thì trở lại yên tĩnh. Có lẽ Việt Cộng đã rút về tỉnh Cà Mau. Còn về địa thế, hai bên kinh tương đối trống trải, dễ quan sát, nhưng cây cối mọc lấp xốp vì ruộng vườn lâu ngày không có người trông coi. Dân chúng trong vùng thưa thớt, thỉnh thoảng có vài căn nhà lá tụm lại với nhau, bao quanh bởi các hàng dừa và cây cao. Sau khi bố trí, bộ chỉ huy Lữ đoàn A ở kế cận bờ kinh và gần sát với chiếc tàu chỉ huy của Đại tá Hùng, phát quan những trở ngại chung quanh bộ chỉ huy Lữ đoàn để đơn vị phòng vệ có xạ trường tốt. Pháo binh thì được Lữ đoàn B thủy quân lục chiến chuyển giao một pháo đội 105 ly 6 khẩu. Ngoài sự yểm trợ này còn có hỏa lực của hải quân trợ lực khi hành quân gần bờ kênh cũng như lúc phòng thủ ban đêm. Khi mọi sự sắp xếp tương đối đâu vào đó thì Lữ đoàn A thủy quân lục chiến mở các cuộc hành quân truy lùng địch trong vùng ấn định, nằm trong tầm yểm trợ của pháo binh, nghĩa là không quá 10 cây số. Trong thời gian bộ binh hoạt động xa con kinh thì hải quân sử dụng tàu tuần tiễu trên kinh. Vùng hành quân là vùng tiếp giáp giữa hai tỉnh, lại không có một đồn bót ở hai bên của tỉnh nào trấn đóng nên địch sử dụng làm nơi trú ẩn cũng như tập trung xuất phát đánh phá vào các áp xã hoặc các đồn trại của hai bên. Trường hợp bị phản kích hoặc hành quân tảo thanh thì chúng lại rút về phía bên kia ranh giới an toàn. Nhưng với lực lượng của sư đoàn 21 bộ binh cũng như tổng trừ bị, thì chúng bắt buộc phải rút vào rừng sâu để tránh né. Trường hợp này cũng đã xảy ra với Lữ đoàn A thủy quân lục chiến. Có khi liên tục mở các cuộc hành quân lục soát nhưng kết quả không gặp một đơn vị nào của địch, trừ mấy tên du kích địa phương bắn quấy rối rồi bỏ chạy. Hành quân khoảng nửa tháng thì chấm dứt và lực lượng thủy bộ di chuyển về hoạt động tại vùng phía nam các xã Vị Thanh, Hỏa Lựu, tỉnh Chương Thiện, kế cận sông Cái Lơ. Vùng này khoảng khoát hơn, các ruộng vườn có dân chúng trong nông nên cũng đỡ rậm rạp. Việc bố trí đoàn tàu và Lữ đoàn thủy quân lục chiến không có gì thay đổi, có nghĩa là đoàn tàu vẫn làm nhiệm vụ tuần tiễu trên sông và chở quân đổ bộ hai bên bờ khi có nhu cầu. Chiếc tàu chỉ huy vẫn nằm một chỗ kế cận bộ chỉ huy Lữ đoàn. Hàng ngày mỗi buổi sáng, tư lệnh thủy bộ xuống tàu với bộ chỉ huy Lữ đoàn nghe thuyết trình về tình hình và kế hoạch hoạt động trong ngày. Còn khi nào cần có sự tham khảo với vị tư lệnh, thì tôi hoặc tham mưu trưởng lên tàu gặp. Cũng như mọi hoạt động của kinh Cán Gáo, thường ngày vẫn cho các tiểu đoàn hoạt động truy lùng địch cả hai bên sông. Tại khu vực này có nhiều xóm nhà khoảng 5-10 căn bao quanh bởi các mương,
trên bờ trồng chuối, nên mỗi khi gần với những địa điểm này là gặp du kích ẩn nấp bắn ra rồi bỏ chạy. Trong thời gian hành quân Việt Cộng thì không gặp, nhưng hàng ngày đều có binh sĩ bị thương tích vì mìn bẫy, một điều đã làm cho binh sĩ mất tinh thần vì không biết lúc nào sẽ đến phiên họ. Về chuyện này tôi cũng đã có trình bày với chủng tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, tư lệnh sư đoàn 21 khi ông ta tới thăm đơn vị. Tôi nửa đùa nửa thật ví thủy quân lục chiến như chiếc xe ủi mìn, như vậy ta thấy rằng việc sử dụng lực lượng tổng trừ bị rất bừa bãi. Hình như thượng cấp có quan niệm là có quân là phải sử dụng, không để sinh ra hư hỏng. Đồng ý, nhưng phải cho đúng chỗ phù hợp với tình hình chính xác. Đối với các đơn vị được tăng phái thì dĩ nhiên là họ phải sử dụng hết mức, dù rằng không cần thiết mấy. Chứng minh rõ ràng là các tháng trước ngày 30 tháng 4 năm 75, các lực lượng tổng trừ bị đã bị chôn chân một chỗ, đến lúc cần thì không đủ thời gian để chuyển quân. Và nếu có tới được thì mọi sự cũng đã rồi và ở trong một tư thế rất khó khăn để phản công địch. Trong thời gian hành quân nhằm vào những ngày Tết âm lịch, nên phái đoàn Tổng thống Thiệu đã tới thăm Bộ Tư lệnh Thủy bộ. Sau đó ít lâu đoàn tàu của Đại tá Hùng trở về Cần Thơ và tiếp theo thì lực lượng Thủy bộ do Đại tá Thông chỉ huy di chuyển tới Châu Đốc cùng với lữ đoàn B Thủy quân lục chiến hành quân vượt biên giới sang Campuchia. Còn lữ đoàn A Thủy quân lục chiến một thời gian sau đó cũng được lệnh của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, Trung tướng Ngô Du, lên đường tới Châu Đốc để được tàu hải quân chuyên chở sang Nít Luông, Campuchia thay thế cho lữ đoàn B Thủy quân lục chiến đang hành quân ở đó. Sau biến cố Tết Mậu Thân 1968, mà một số thành phố tỉnh lỵ thuộc Việt Nam Cộng Hòa đã bị quân Cộng sản Bắc Việt và cái gọi là mặt trận giải phóng miền Nam vi phạm thỏa hiệp đình chiến trong 3 ngày Tết, tấn công và chiếm giữ một thời gian ngắn gây ra nhiều thiệt hại về tài sản và nhân mạng, đặc biệt là ở cố đô Huế. Tình hình sau đó đã trở nên lắng dịu trên toàn lãnh thổ miền Nam Việt Nam cho tới mấy năm về sau. Cũng vì sự thiệt hại nặng nề của địch trong cuộc tấn công đó mà tình hình quân sự đã bớt căng thẳng và hai bên đã đồng ý đi tới Hòa hội Paris. Một điều đáng lưu ý là sau biến cố Tết Mậu Thân năm 68 thì Hồ Chí Minh đã lâm bệnh nặng, có lẽ vì uất ức qua sự thất bại trên nên đã từ trần vào đầu năm 69, khiến các tên lãnh tụ Cộng sản miền Bắc phải chịu ngồi vào bàn hội nghị theo đề nghị của chính phủ Hoa Kỳ. Sự thất bại nặng nề trong cuộc tổng tấn công vào các đô thị miền Nam trong cả hai đợt Tết Mậu Thân khiến các lực lượng của Việt Cộng không còn khả năng mở ra những cuộc tấn công quy mô trên khắp chiến trường miền Nam trong suốt mấy năm sau đó, mà chỉ còn những hoạt động cấp thấp không đáng kể. Những đơn vị lớn đều trút qua biên giới Campuchia để tái bổ sung tổ chức và huấn luyện, còn các đơn vị địa phương thì bị thiệt hại nhiều nhất, kể cả các cán bộ xã ấp của chúng tưởng thời cơ đã đến nên đã lộ diện, do đó đã bị ta bắt và tiêu diệt. Sau này qua những tin tức tình báo ghi nhận, thì các lực lượng địa phương phần lớn các cấp chỉ huy từ đại đội trở lên đã được các cán bộ từ miền Bắc vào thay thế. Sau biến cố Tết Mậu Thân cũng như cuộc tấn công đợt 2 vào tháng 5 năm 1968, tuy rằng Việt Nam Cộng Hòa đã phản công thắng lợi nhưng cũng không tránh khỏi những thiệt hại về tài sản cũng như về nhân mạng, nhất là tại thành phố Huế. Việt Cộng trong thời gian chiếm cứ đã bắt và thủ tiêu hàng mấy ngàn người dân quân cán chính mà đến tận bây giờ mọi người không bao giờ quên được. Sở dĩ sự việc xảy ra là vì ta quá chủ quan khinh địch, tin vào thiện chí của Cộng sản thi hành thỏa hiệp ngừng bắn 3 ngày đầu xuân. Dù sao qua cơn sóng gió thì tình hình an ninh cấp 4 vùng chiến thuật trở nên yên tĩnh, các tổ chức chính quyền xã ấp được củng cố, tinh thần chiến đấu của các lực lượng địa phương quân nghĩa quân trở nên vững vàng hơn. Tuy nhiên sự lắng dịu trên chiến trường không đi tới tàn lụi mà có tính cách thời gian, vì khả năng chiến đấu của địch chưa hoàn toàn tê liệt và chúng vẫn tiếp tục chi viện từ miền Bắc vào về nhân lực và vũ khí theo đường mòn Hồ Chí Minh. Và đặc biệt là chúng đã sử dụng hải cảng Sihanoukville của Campuchia để đổ súng ống đạn dược tiếp tế cho các lực lượng hoạt động tại hai vùng 3 và 4 chiến thuật. Chúng làm được vậy là do chính quyền Campuchia cho phép, vì có ác cảm với chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Vì vậy khi địch hồi sức lại, chúng lại vượt qua biên giới để quấy phá miền Nam Việt Nam. Để chấm dứt hậu hoạn đó, Việt Nam Cộng Hòa chỉ còn cách là mở cuộc hành quân vượt biên truy diệt tận xào huyệt thì mới có thể đạt kết quả lâu dài được.
Đến năm 1970 thì tình hình chính trị tại Campuchia bỗng thay đổi. Tướng Lon Nol, thủ tướng chính phủ Campuchia đã đảo chính lật đổ quốc vương Sihanouk, lúc đó đang thăm viếng Trung Cộng và Bắc Việt. Sự việc này đã tạo thuận lợi cho Việt Nam Cộng Hòa vì chính quyền mới tại Campuchia đã có lập trường rõ rệt là thân Tây Phương và chống Cộng. Trong lúc giao thời còn đang củng cố chính quyền, vả lại khả năng quân sự quá yếu kém không đối phó được với hai kẻ thù là Khmer Đỏ và Bộ đội Cộng sản Việt Nam, hoạt động gần như công khai dọc vùng biên giới Việt Miên từ hải cảng Sihanoukville cho tới phía bắc giáp tranh với Lào. Do đó, tướng Lon Nol đã thuận để quân đội Việt Nam Cộng Hòa mở cuộc hành quân qua biên giới, một là tiêu diệt lực lượng Cộng sản Việt Nam đang chiếm cứ trong lãnh thổ, hay là trợ giúp quân đội Campuchia về tổ chức huấn luyện có sự viện trợ của Hoa Kỳ trong một thời gian ngõ hầu có thể tự lực bảo vệ. Để thực hiện kế hoạch trên, quân lực Việt Nam Cộng Hòa mở một cuộc hành quân sang Campuchia mà không có sự tham dự của quân đội Hoa Kỳ, cũng như không có sự tham dự của cố vấn Hoa Kỳ trong các lực lượng tham gia hành quân. Cuộc hành quân được thực hiện bằng hai cánh, một thuộc vùng 3 và một thuộc vùng 4 chiến thuật. Tại vùng 3 do Trung tướng Đỗ Cao Trí chỉ huy và vùng 4 do tướng Ngô Du đảm trách, các lực lượng hành quân đều có đủ các binh chủng tham dự. Trên hai lực lượng tổng trừ bị thì nhảy dù đi theo cánh quân thuộc vùng 3, còn thủy quân lục chiến theo cánh quân tại vùng 4. Diễn tiến hành quân thuộc phạm vi lữ đoàn B thủy quân lục chiến gồm có 3 tiểu đoàn thủy quân lục chiến do Đại tá Tôn Thất Soạn chỉ huy cùng với lực lượng thủy bộ do Đại tá Nguyễn Văn Thông Hải quân làm tư lệnh, vượt tuyến xuất phát từ tỉnh Lỵ Châu Đốc, ngược dòng sông Mê Công trên giới Việt Miên thì đổ bộ lên vùng đất thuộc Hổ Ngạn Con Sông và mở cuộc tấn công lên tới thị trấn Ních Luông. Trong khi đó thì lực lượng thủy bộ hoạt động tuần tiểu trên sông yểm trợ cho cuộc hành quân. Cuộc đổ bộ lập đầu cầu được an toàn, không có phản ứng của địch. Sau đó thì pháo binh được trực thăng bốc từ Châu Đốc tới vị trí hành quân. Tình hình địa thế tương đối trống trải, làng mạc thưa thớt, ít dân cư, do đó cuộc tiến quân không gặp khó khăn lắm. Về địch tình, có lẽ biết trước chủ lực địch đã rút sâu vào nội địa hướng bên phía Bắc, nên các lực lượng tiền phong chỉ gặp các kháng cự yếu ớt để trì hoãn bước tiến của ta. Tuy nhiên, trong 3 ngày hành quân liên tục, lữ đoàn B thủy quân lục chiến cũng đạt được kết quả là loại ra ngoài vòng chiến một số địch quân, đồng thời phá hủy một số kho gạo, thuốc men và vũ khí đáng kể. Sau đó thì lữ đoàn B thủy quân lục chiến bố trí quân tại khu vực chung quanh thị trấn Ních Luông. Tại đây, đơn vị đã bắt tay được với các đơn vị Campuchia bảo vệ thị trấn. Với sự yêu cầu của chính quyền địa phương Campuchia, đã tổ chức một cuộc hành quân trực thăng vận sang khu vực tả ngạn sông Mekong, nằm ở phía tây nam thủ đô Nam Bang chừng 50 cây số. Cuộc hành quân do tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến của thiếu tá Nguyễn Năng Bảo thực hiện. Cuộc hành quân diễn ra trong ngày, kết quả thu lượm không đáng kể vì địch đã di chuyển vào ngày hôm trước. Về tình hình địch thì trong khu vực hành quân, phần lớn chỉ là các đơn vị của Cộng sản Việt Nam, còn Khmer Đỏ thì hoạt động ở phía tây lãnh thổ Campuchia. Sau đó thì lữ đoàn B tiếp tục hoạt động mở rộng vòng đai thị trấn, giúp các đơn vị Campuchia trải quân đóng giữ cho tới ngày được lữ đoàn A thủy quân lục chiến tới thay thế. Trong thời gian lữ đoàn B tham gia hành quân sang Campuchia, thì lữ đoàn A đang hành quân tại tỉnh Chương Thiện. Được lệnh của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, lữ đoàn A thủy quân lục chiến do tôi chỉ huy di chuyển bằng quân xa tới thị xã Châu Đốc và được tàu hải quân chở tới bến phà Ních Luông. Tại đây, lữ đoàn A tiếp tục làm nhiệm vụ của lữ đoàn B là chuẩn bị mở cuộc hành quân giải tỏa tỉnh Lỵ Preven nằm ở phía đông bắc của thị trấn Ních Luông, mấy chục cây số đang bị lực lượng Cộng sản Việt Nam chiếm đóng. Lực lượng của chính quyền Campuchia chỉ còn cố thủ trong căn cứ nằm ở phía nam tỉnh Lỵ. Công tác thay thế hoàn tất, tôi sử dụng trực thăng bay quan sát chiến trường trước để thảo kế hoạch hành quân. Tỉnh Lỵ Preven nằm từ trên cao nhìn xuống trông rất đẹp. Nhà cửa xây dựng khang trang, phố xá rộng rãi có cây xanh trồng hai bên đường. Tỉnh Lỵ nhỏ bé nhưng rất gọn gàng. Sau này tỉnh Lỵ được giải tỏa, tôi mới thấy rõ cảnh trí của thành phố. Kiến trúc nhà cửa đường xá dựa theo kỹ thuật của Pháp hoàn toàn. Dân chúng thưa thớt, có lẽ phần đông đã bỏ chạy khi Việt Cộng đến chiếm thành phố. Có một vài căn nhà lầu đã bị hư hại bởi hỏa tiễn 122 ly. Địa thế xung quanh tỉnh Lỵ khá trống trải nên thuận lợi cho việc đổ quân bằng trực thăng.
tuy nhiên cũng dễ bị hỏa lực của địch bố trí trong các căn nhà nằm ven tỉnh lỵ bắn ra. Lữ đoàn A thủy quân lục chiến sử dụng hai tiểu đoàn hành quân trực thăng vận xuống bãi đáp ở phía tây tỉnh lỵ, một tiểu đoàn còn lại bố trí tại thị trấn Ních Luông làm thành phần trừ bị. Đơn vị trực thăng của Việt Nam Cộng Hòa đảm trách chuyển quân từ bãi bốc ở ngoài thị trấn tới bãi đáp. Dưới sự yểm trợ hỏa lực của lực lượng trực thăng võ trang và pháo binh trong trường hợp có sự phản ứng của địch để tránh sự thiệt hại về nhà cửa trong thành phố. Vào giờ N, một đại đội được thả xuống bãi đáp và tiến nhanh vào hàng cây bao quanh thành phố an toàn. Trên trực thăng tôi liên lạc qua một sĩ quan Miên Tháp Tùng, thì đơn vị Campuchia còn lại đồng trú ở phía nam thành phố, cho biết là địch chiếm cứ ở phía bắc thành phố. Tôi cho tiếp tục thả quân và tới xế trưa thì hoàn tất. Hai tiểu đoàn được lệnh tiến song song sang phía đông và lên hướng phía bắc dọc theo các căn nhà dọc theo phố. Tình hình hoàn toàn yên tĩnh cho tới chừng 5-6 giờ chiều, khi hai đơn vị tiến gần tới khu vực cực bắc thành phố thì chạm địch. Việc cộng ẩn nấp trong những căn nhà hai tầng lầu ở đầu các dãy phố bắn số xạ vào các mục tiêu tiến quân của ta. Nhờ tiến quân dựa vào các nhà nên đã tránh được nhiều thiệt hại, tuy nhiên đã có vài binh sĩ bị thương. Hai bên bắn qua lại hồi lâu thì trời vừa tối, cuộc tiến quân đành phải ngừng lại trong đêm. Mờ sáng hôm sau thì trận chiến lại bắt đầu. Việt Cộng vẫn cố thủ chưa chịu rút lui. Tôi ra lệnh hai đơn vị phải tấn công dứt điểm dưới sự yểm trợ của pháo binh và trực thăng võ trang. Đến gần trưa thì địch tại các căn nhà đầu phố đã bị đánh bật về phía bắc. Một số địch quân bị bắt và tử thương, kể cả vũ khí đạn dược bỏ lại trận địa. Khai thác thắng lợi, các đơn vị tiếp tục đảo địch từ nhà này đến nhà khác. Cho đến chiều tối thì địch hoàn toàn trút chạy về phía bắc, ra ngoài thành phố, để lại nhiều vũ khí và xác chết. Về phía lữ đoàn A thủy quân lục chiến thiệt hại tương đối nhẹ, như vậy là qua hai ngày hành quân, lữ đoàn đã làm chủ thành phố và giải tỏa cho đơn vị Campuchia cố thủ trong căn cứ ở phía nam thành phố, để hỗ trợ cho chính quyền địa phương củng cố lại quyền cai trị và tăng cường quân số để bảo vệ thành phố. Lữ đoàn A duy trì hai tiểu đoàn một thời gian và đồng thời chuẩn bị tiếp tục cuộc hành quân về hướng bắc để lùng diệt địch. Theo lệnh của quân đoàn 4, tôi phải bay tới căn cứ đóng quân của lữ đoàn 3 thiết giáp của đại tá Khôi thuộc quân đoàn 3 đang hành quân tại khu vực đồng điền Michelin để tiếp nhận một chi đoàn thiết vận xa tăng cường cho cuộc hành quân của lữ đoàn A thủy quân lục chiến, nhưng cuối cùng thì phải hủy bỏ và lữ đoàn đơn thương hành quân bằng phương tiện cơ hữu. Nghỉ quân được vài ngày, lữ đoàn tiến quân lên hướng bắc thành phố khoảng mười mấy cây số thì dừng lại, không có cuộc chạm súng nào đáng kể. Địch hầu như trút chạy về hướng Tây Bắc, một vài kho lúa gạo được khám phá. Cuộc hành quân giải tỏa thành phố Prevent chấm dứt. Lữ đoàn A thủy quân lục chiến trút bằng đường bộ về lại thị trấn Ních Luông, đồng thời yểm trợ cho lực lượng địa phương Campuchia củng cố lại các đồn trại dọc theo tỉnh lộ Prevent Ních Luông. Một điểm ghi nhận là các tù binh bắt được trong trận đánh đều ở tuổi 19-20, ốm yếu và bệnh tật, sắc mặt vàng vọt vì sốt rét mà không có thuốc men. Hỏi chúng thì được biết là chúng mới từ miền Bắc vào Nam, được vài tháng theo đường mòn Hồ Chí Minh, được cho ăn uống và hút thuốc, chúng tỏ ra rất vui mừng, không ngờ lại được đối xử rất tử tế chứ không như lời tuyên truyền xuyên tạc của các cấp chỉ huy Việt Cộng, phần lớn chúng thuộc thành phần nghĩa vụ quân sự còn đang đi học. Trở về hậu cứ tại Ních Luông, lữ đoàn A thủy quân lục chiến một mặt tổ chức những cuộc hành quân diều hâu cấp đại đội vào những khu vực có tin tức hoạt động, mặt khác liên hệ chặt chẽ với lữ đoàn Campuchia mới thành lập do đại tá Premius chỉ huy. Ông này nói rành tiếng Pháp và tiếng Việt, trước kia có đi tu nghiệp tại Pháp về ngành quân nhu, sở dĩ ông ta được giao phó trách nhiệm chỉ huy lữ đoàn vì là bạn thân của đại tá Lonnon, em của tướng Lonnon. Sau ngày lữ đoàn A thủy quân lục chiến trở về Việt Nam thì hay tin ông ta đã lên cấp tướng và không hiểu rõ số mạng ông ta ra sao khi Khmer Đỏ giành chính quyền. Riêng đại tá Lonnon em đã bị cộng sản xử tử hình với hoàng thân thủ tướng chính phủ. Do có lệnh yểm trợ lữ đoàn Campuchia nên tất cả súng ống đạn dược lấy được của cộng sản Việt Nam, lữ đoàn thủy quân lục chiến bàn giao lại cho quân đội Campuchia. Thời kỳ đó, quân đội Campuchia chỉ sử dụng vũ khí và quân dụng của khối cộng sản, đặc biệt của Trung Cộng. Nói chung thì tinh thần hợp tác giữa đôi bên rất tốt đẹp, không xảy ra những sự việc đáng tiếc. Dĩ nhiên là cũng có những xích mích nho nhỏ giữa binh lính hai bên, nhưng rồi cũng được quân cảnh giải quyết ổn thỏa, nên binh chủng thủy quân lục chiến đã giành được cảm tình sâu đậm của quân dân Campuchia trong vùng hành quân trách nhiệm.
Một tuần lễ sau thì lữ đoàn A thủy quân lục chiến lại được lệnh hành quân tại khu vực phía tây bắc của thủ đô Nam Vang. Cũng như lần trước, lữ đoàn chỉ sử dụng có 2 tiểu đoàn, còn 1 tiểu đoàn ở lại Nick luôn. Lữ đoàn A dùng phà qua sông và sau đó lên quân xa di chuyển theo quốc lộ 1 về thủ đô Nam Vang. Khi đoàn xe băng qua thành phố để tiến về phía tây, thì đã được dân chúng giơ tay vẫy chào nồng nhiệt. Qua khỏi Nam Vang chừng 30 cây số trên tỉnh lộ đi tỉnh Khăm Phong Tram thì ngừng lại. Lữ đoàn A thủy quân lục chiến đóng quân đêm tại phía nam đường lộ để chuẩn bị cho ngày hôm sau tiến vào vùng hành quân đã định. Hôm sau, theo kế hoạch, Bộ Chỉ huy Lữ đoàn A và pháo binh đóng tại chỗ để yểm trợ cho cuộc hành quân. Hai tiểu đoàn được tàu hải quân vận chuyển qua Hữu Ngạn sông Bắc Sắc. Tình hình tại đây sau ngày đảo chánh Sihanouk trở nên mất an ninh vì quân Cộng sản Việt Nam rút về ẩn trú sau khi bị Lữ đoàn A thủy quân lục chiến truy quét. Địa thế trong khu vực hành quân khá rậm rạp, xen kẽ những bản làng và chùa chiền, trong đó có một vài ngôi chùa nguy nga xây dựng rất đẹp là nơi mà hàng năm quốc vương Sihanouk thường sang thăm viếng lễ Phật. Trong ngày đầu, các đơn vị không gặp phản ứng nào của địch, nhưng ngày hôm sau thì một tiểu đoàn đã đụng độ với địch nhưng không nặng lắm. Sau vài tiếng đồng hồ thì thủy quân lục chiến đã đẩy lui địch và gây cho chúng một số thiệt hại về nhân mạng và vũ khí. Sau đó chúng rút chạy và ẩn nấp vào một ngôi chùa. Theo lệnh của cấp trên không được nổ súng vào ngôi chùa, nên các đơn vị chỉ bố trí bao quanh ở bên ngoài. Vì thế mà đến đêm tối, Việt Cộng đã lén tìm được lối thoát ra bên ngoài một cách êm thấm. Những ngày kế tiếp, Lữ đoàn A thủy quân lục chiến tiếp tục hành quân lùng địch, nhưng chúng đã biến dạng và cuộc hành quân coi như chấm dứt. Kết quả thâu lượm không đáng kể. Lữ đoàn di chuyển trở về căn cứ Nét luôn. Tại đây một vài ngày sau thì Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 cho hay là Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu sẽ sang thăm đơn vị tại Nét luôn, đồng thời gặp gỡ Chủ tịch Nhà nước Campuchia Chen Heng và Thủ tướng Lon Non cùng ngày tại căn cứ thủy quân lục chiến. Công việc tổ chức và tiếp đón hai phái đoàn Việt Nam và Campuchia do Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 đảm trách. Thủy quân lục chiến chỉ chuẩn bị một đơn vị dàn chào và giữ an ninh vòng ngoài cùng sắp đặt phương tiện xe cộ để phái đoàn tổng thống đi thăm các đơn vị thủy quân lục chiến đang đóng rải rác trên trục lộ quốc lộ 1 từ Nét Luông đến gần khu vực tỉnh Xoài Riêng do lực lượng quân đoàn 3 hoạt động. Cuộc hành quân sang Campuchia coi như chấm dứt vào tháng 6 năm 1970. Tuy nhiên, chính phủ cũng như quân đội Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ vẫn tiếp tục giúp đỡ chính quyền Lon Non về mọi phương diện để ngó hầu đứng vững trước những hoạt động mạnh mẽ của Khmer Đỏ, phần lớn nằm ở phía tây Campuchia, được sự hỗ trợ của Cộng sản Việt Nam. Qua những cuộc hành quân tham dự của binh chủng thủy quân lục chiến trong mấy tháng tại đất Chùa Tháp, tuy không đạt được những thắng lớn về quân sự, nhưng tựu trung cũng giúp được một phần nào cho các lực lượng quân sự của Campuchia trong khu vực trách nhiệm thêm vững mạnh, đồng thời cũng giải tỏa được áp lực địch đang đè nặng lên chính quyền địa phương, đem lại tình hình an ninh tương đối khả quan. Ngoài ra, binh chủng cũng tạo được mối tình tốt đẹp đối với dân chúng Campuchia trong khu vực trách nhiệm hành quân. Nói tóm lại, cuộc hành quân sang Campuchia mà thủy quân lục chiến nói chung đã để lại trong tôi một kỷ niệm đáng ghi nhớ trong cuộc đời phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng hòa.